Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thân Ba Du Kiện 5. Mình là Minh Trí. Video này sẽ có nội dung như sau. Trước tiên thì mình sẽ giới thiệu với các bạn hiện tại trong game Du Kiện 5 những con bài 10 sao. Đó là những con bài như là Osiris, Obelix, Rồng ánh sáng mắt xanh. Hiện tại ở Việt Nam mình chỉ có con bài 11 sao thôi các bạn. Nhưng ở bên Trung Quốc mình đã thấy được hơi thở của con bài 11 sao. Nào, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu. Ngay lập tức những bậc Marco đã rút ra được con bài 11 sao thôi các bạn. Các bạn lưu ý rằng những con bài như Osiris, Obelix chỉ có 10 sao. Đây là một con bài 11 sao thôi các bạn. Một con bài cực kỳ đẹp mắt. Chúng ta hãy cùng xem liệu nó có thể ra sân được không nhá. Như vậy là khoảng cách của 31 sao đó là xin được bạn 3.000 đất. Và có một hai quang bảo vệ. Chúng ta hiện tại vẫn chưa rõ hai quang đó là gì. Chúng ta cùng xem lại con bài này nhá. Nếu như bạn đã bị tấn công thì các bạn có thể dịch sơ qua. Như vậy là con bài 11 sao đã được triệu hồi tới các bạn. Chúng ta mới chưa rõ cách nó triệu hồi như thế nào. Hãy xem một kỹ năng đặc biệt của nó. Đấy nhá. Tăng 1.500 điểm LP. Hiện tại thì đây là con bài 11 sao duy nhất tại server Trung Quốc nha các bạn. Những con bài 10 sao là thần Osiris, thần Obelix, ta thần Avatar, chủ tế ảo ma, rồng ánh sáng.
Đây là một con bài mà mình cũng không biết. Con bài này cũng như vậy. Như vậy chúng ta đã có một kỷ lục mới. Con bài 11 sao đầu tiên thôi các bạn. 12 sao thì chưa có. Rất tuyệt vời. Chúng ta cùng nhau chiếm ngưỡng lại 31 sao này. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Hãy like và subscribe để đón xem những video mới nhất của mình.